Buộc chân vào gỗ. Hai tuần nữa, trường ta sẽ tổ chức cuộc thi bơi lội thường niên. Mỗi lớp sẽ cử ra một bạn để tham dự, và lớp ta cũng vậy. Đây là cuộc thi khá quan trọng, vì sẽ đánh giá thi đua của các lớp vào cuối năm. Bạn nào tự tin và xung phong đi thi đại diện cho lớp mình nào? Ai sẽ tham gia được nhỉ? Ở lớp mình chỉ có mỗi bạn Franklin là bơi nhanh thôi. Nhất định cậu ấy sẽ giành chiến thắng. Đúng đó, làm gì có ai ở lớp mình bơi nhanh hơn cậu ấy chứ. Franklin, em thấy sao? Thầy nghĩ em là người bơi giỏi nhất trong lớp của mình. Em cũng rất chăm chỉ luyện tập nữa. Em sẽ đại diện cho cả lớp mình để đi thi bơi lội nhé. Đúng đấy, Franklin, bơi giỏi nhất lớp mình mà. Ngoài cậu ra thì không ai có thể đi thi đấu được đâu. Cậu đi đây, lớp mình đặt trọn niềm tin vào cậu đấy. Nhất định cậu sẽ chiến thắng mà. Vâng ạ, thưa thầy. Em xung phong đi thi bơi để giành giải về cho lớp ạ. Vậy thầy sẽ đăng ký tên Benjamin Franklin để đại diện cho lớp mình nhé. Cố lên em. Em là một người chăm chỉ và có sự cầu tiến. Thầy tin ở em. Em cảm ơn thầy ạ. Nhất định em sẽ không phụ lòng tin của thầy và các bạn ạ. Nhưng mà mình nghe nói lớp bên bạn James sẽ tham gia thi đấu đấy. Không những thế, năm ngoái nó còn lên ngôi vô địch. Ôi, là James hả? Bạn ấy khỏe lắm, lại bơi cũng giỏi nữa. Trong khi Franklin gầy gò thế kia, liệu có chiến thắng được James không chứ? E là hơi khó đấy. Mặc dù Franklin có kỹ năng bơi lội, nhưng vẫn yếu hơn James nhiều. Làm sao có thể thắng nổi James chứ? Mà nghe nói nó còn rất hiếu chiến. Lần này có khi lớp mình thua rồi. Sao? James sẽ đi thi ư? Trước đây mình từng mong có cơ hội được thi đấu với cậu ấy. Và cơ hội đã đến rồi ư? Lần này nhất định mình sẽ cho mọi người thấy dù bạn ấy to khỏe cỡ nào. Franklin, nghe nói cậu sẽ đại diện lớp bên kia đi thi bơi đó hả? Cậu nhìn lại mình xem, gầy gò ốm yếu thế kia, làm sao có thể thắng nổi mình chứ? Tốt hơn hết là rút lui đi là vừa. Lần trước đã thua cuộc rồi mà còn chưa sợ hả? Chưa chắc cậu đã thắng đâu. Sao chưa gì cậu đã hoang hoang như vậy chứ? Cậu đừng có khinh thường người khác như vậy. Trời ạ, nhìn người cậu ta gầy gò, cái cẳng tay gầy như que củi khô thế này mà đòi thắng được James ư? James lớp mình là nhất, cậu ấy mà bơi thì không ai có thể vượt mặt được. Cậu thua là cái chắc rồi Franklin ạ. Để đợi xem, mình nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ và sẽ thắng cậu cho coi. Nhất định mình sẽ thắng cậu. Mình không thể thua được. Nhất định mình sẽ phải thắng James. Mình sẽ phải mang chiến thắng về cho lớp mình. Nhất định phải vậy. Mình sẽ làm được. Franklin, lên bờ đi con. Nếu còn tập nữa, con sẽ ốm lại cho coi. Con phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Nếu còn lại đổ bệnh nữa thì sao, Franklin? Con có lạnh không? Ngày nào con cũng tập luyện thế là đủ rồi đấy. Con không nhớ là mình mới khỏi ốm thôi sao? Con phải biết giữ gìn sức khỏe của mình đi chứ. Chưa đến ngày thi mà lăn ra ốm tiếp là tất cả thành công khốc. Con thấy chưa ổn lắm. Ngày nào con cũng tập, hy vọng sẽ mang lại chiến thắng cho lớp con. Nhưng có vẻ như con càng yếu dần. Có lẽ lần này con sẽ thua mất bố ạ. Rồi các bạn sẽ thất vọng về con. Con thấy mình thật vô dụng bố ạ. Không sao đâu. Con cảm thấy chưa ổn là bởi vì con vừa mới ốm vậy. Chỉ ngày mai, ngày kia thôi. Khi sức khỏe của con ổn định, con sẽ lại bơi nhanh như mọi khi thôi mà. Giờ thì chúng ta về thôi. Con sẽ phải giữ sức khỏe để ngày kia còn thi chứ. Con hiểu ý bố không? Về nhà nghỉ ngơi thôi con. Ôi, hồi hộp quá à. Không biết ai sẽ thắng nhỉ? Nhất định là James lớp mình rồi. James là nhất mà. James cố lên. Franklin, nhất định cậu phải thắng đó nha. Phải mang chiến thắng về cho lớp mình nghe chưa? Sao, cậu nghĩ rằng đôi tay khẳng khiu gầy gò của cậu mà có thể thắng nổi mình ư? Đồ không biết tự lượng sức mình. Vậy để mình cho cậu sáng mắt nhé. Rồi cậu sẽ phải xấu hổ và nhục nhã với mọi người mà thôi. Cậu cứ chờ đấy.
Mình nhất định sẽ làm được. Mình không thể thua Jam được. Cả lớp đều tin tưởng vào mình. Mình nhất định sẽ thắng cuộc thi bơi này. Bắt đầu. Ren lên, cố lên, cố lên. Mình nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Jam ơi, cố lên. Jam vô địch, vô địch. À, mình thắng rồi. Mình thắng rồi. Yeah. Sao mình lại thua cậu ấy chứ? Ban đầu mình còn vượt cậu ấy khá xa mà. Tại sao mình lại bị thua chứ? Đồ thua cuộc. Franklin thua cuộc. Cậu đã thua rồi. Nhục chưa? Cành củi khô mà cũng đòi thi bơi. Thế mà lúc đầu nó còn thách thức cả mình cơ đấy các cậu ạ. Giờ thì biết tay nhau chưa? Franklin ngốc nghếch. Các cậu là đồ đáng ghét. Sao mình lại thua cậu ấy chứ? Mình đã cố gắng rất nhiều. Ngày nào mình cũng luyện bơi. Tại sao? Tại sao mình lại bị thua chứ? Con trai, con đừng buồn. Sau này còn nhiều cuộc thi như thế này nữa mà. Lần này con thua, nhưng lần sau con nhất định sẽ thắng. Bố tình chắc chắn là như vậy mà. Tại sao con lại thua chứ? Kỹ năng bơi của con thầy còn nhận xét là tốt hơn bạn ấy nhiều mà. Tại sao chứ? Con không chịu đâu. Sao con lại yếu kém như vậy hả bố? Con trai à, tại con vừa mới ốm dậy, sức khỏe còn yếu. Còn bạn Jam kia, nhìn bạn ấy khỏe, có cánh tay lực lưỡng thế kia cơ mà. Vậy nên bạn bơi khỏe hơn con và thắng là đúng rồi. Cánh tay khỏe, lực lượng ư? Có tay khỏe là bơi được nhanh hả bố? Đúng vậy, tay khỏe sẽ làm giảm lực cản của nước là sẽ bơi nhanh rồi con trai. Con đừng buồn, giờ con chỉ cần chú ý sức khỏe, tập luyện thể thao và tập luyện thêm kỹ năng bơi. Nhất định cuộc thi sau con sẽ thắng mà thôi. Tay mình nhỏ nên có thể bơi không nhanh bằng Jam. Vậy mình sẽ phải làm cho tay mình to khỏe hơn. Như vậy chắc chắn mình sẽ bơi nhanh và thắng Jam. Nhưng giờ phải làm gì để cho tay mình to lên nhỉ? Chẳng lẽ lại gắn thanh nhựa vào hả? À đúng rồi, để mình thử xem sao. Mình sẽ buộc hai cái bảng nhựa này vào tay. Lúc đó tay mình sẽ như được to ra. Nhất định sẽ bơi nhanh hơn. Được rồi này, đúng là có nhanh hơn được một chút thật. Không được, sao nó cứ bồng bềnh thế này chứ? Có lẽ nhựa nhẹ quá. Đúng rồi, mình phải thay thanh nhựa bằng thanh gỗ. Gỗ nặng hơn, nhất định sẽ làm tay mình khỏe hơn. Mình bơi nhanh hơn rồi, hai chiếc vây gỗ này tuyệt quá đi. Bố ơi, con đã có một phát minh đầy thú vị. Bố lại đây xem này. Sao vậy con trai? Hôm trước bố có nói con phải có một cánh tay khỏe thì mới làm giảm độ cản của nước. Con nghĩ mình nên thêm một vật gì đó vào tay của mình để tăng độ khỏe của tay. Vậy nên con đã làm ra hai chiếc giống như vây cá và buộc vào tay mình. Quả thật, lực tay của con khỏe hơn nhiều bố ạ. À. Thật vậy ư con? Nó có tác dụng thật ư? Vâng ạ. Đôi vây gỗ này nó làm tay con khỏe hơn nhiều. Bởi vậy con có thể bơi nhanh hơn mọi lần. Nhưng có một điều, nó là thanh gỗ này hơi cứng nên hơi mỏi tay chút xíu ạ. Vậy thì thay bằng đeo vào tay, con hãy đeo vào chân. Và để cho đôi tay được tự do, thay vào đó con sẽ tập trung sức mạnh vào đôi chân với sự trợ giúp của phát minh con làm ra. À, bố thật là thông minh. Để con thử xem sao bố ha. Mình giới thiệu cho mọi người hai chiếc vây mình mới phát minh ra, có tác dụng làm giảm lực cản của nước, nhờ đó sẽ làm mình bơi nhanh hơn. Ở trời ạ, Franklin thật điên rồ. Tại sao cậu có thể nghĩ ra cách bơi mà phải đeo thứ đồ bỏ đi này chứ? Cậu thua mình nên giờ trí óc cậu có vấn đề hả? Cậu nghĩ có thể thắng mình bằng cái thứ dở hơi này ư? Cậu đừng nghĩ nó là đồ bỏ đi, nó thật sự rất hữu ích. Nếu không tin, cậu có dám thi cùng mình không? Cái gì? Cậu thách đấu mình ư? Được thôi, thách cả đôi vây này của cậu đấy. Để xem, rồi cậu sẽ lại bị nhục trước mặt mọi người thôi. Nhất định lần này mình sẽ thắng cậu. Trông cậu ta buồn cười chứ kìa, trông như con nhái ấy.
sao cậu ấy có thể đeo thứ gàn dở đó để đi bơi được chứ? Kiểu gì cũng sẽ bị thua cho bà coi. Thôi nào, cứ để yên xem Ranlin vĩ đại tiếp tục thể hiện sự thua cuộc của mình đi các cậu. Ranlin à, cậu thật là thông minh. Ranlin thắng cho em rồi kìa. Cậu ấy làm được rồi. Bần thân cho cậu gặp may thôi. Không phải, nhờ sự hỗ trợ của đôi vây này nên mình mới bơi nhanh hơn cậu đó. Mình tin rằng dụng cụ này sẽ hỗ trợ để bất kỳ ai cũng có thể bơi nhanh và điêu luyện được. Ranlin à, cho mình thử được không? Bình thường mình bơi chậm lắm. Tất nhiên rồi, cậu thử đi. Với đôi vây này nhất định cậu cũng sẽ bơi rất nhanh. Trời, đúng thật là hữu hiệu. Mình không thể ngờ nó có thể giúp mình bơi nhanh và dễ dàng đến như vậy. Trước đây mình bơi rất chậm. Phát minh của cậu thật sự hữu ích đó Ranlin ạ. Ranlin ạ, cậu thật là thông minh. Kể từ đó, chân vịt là món đồ nghề quen thuộc của bất cứ vận động viên bơi lội nào. Với tinh thần cầu tiến, tìm tòi, ham học hỏi và sáng tạo, Benjamin Franklin đã phát minh ra chân vịt bơi từ khi còn là một cậu bé 11 tuổi. Và sau này, ông trở thành nhà khoa học vĩ đại của nước Mỹ với rất nhiều nghiên cứu phát minh có ích khác cho nhân loại. Bộ phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật của nhà khoa học Benjamin Franklin tại nước Mỹ đã phát minh ra chân vịt để bơi vào năm 1717 khi đang là một cậu bé 11 tuổi. Nhà vua và khỉ chúa. Ngày xưa, ở nước Hoa Nam có một vị vua nổi tiếng anh dũng với chiếc cung thần bất khả chiến bại. Ta không thể để con thỏ kia thoát được. Con thỏ này thật là gan lì, ta phải bắt bằng được người. Giờ đấy. Hoàng thượng, người định làm gì thế? Ta đuổi theo con thỏ kia, không thể để nó thoát một cách dễ dàng như thế được. Sao người không lấy cung thần ra bắn nó? Từ trước tới giờ làm gì có kẻ nào thoát được cung thần đâu. Tội gì phải dùng cung thần đuổi theo khổ sở vậy? Nàng khờ quá. Cung thần chỉ dùng trong lúc nguy cấp hay lúc giết giặc bảo vệ đất nước, đâu có thể tùy tiện mang ra săn thú được. Hơn nữa, ta cũng muốn chinh phục con thỏ kia bằng thực lực của mình. Hay là người tha cho nó đi, quay về thôi. Chúng ta đã bỏ xa binh lính quá rồi, thần thiếp sợ. Nàng không cần lo lắng, trẫm nhất định phải bắt được con thỏ đó. Xong rồi chúng ta sẽ quay trở về. Nàng bám thật chặt vào trẫm nhé. Sao không nhìn thấy bóng dáng con thỏ đó đâu nhỉ? Mà đây là đâu? Hoàng thượng, hình như chúng ta đã bị lạc rồi. Ta đúng là hồ đồ, không nghe theo lời của hoàng hậu, cứ mãi mê đuổi theo con thỏ đó nên mới bị lạc vào đây. Xin lỗi nàng. Hoàng thượng, người đừng nói thế. Giờ điều quan trọng nhất là tìm cách thoát khỏi nơi này. Nàng nói phải, nhưng làm thế nào để thoát khỏi bây giờ? Xung quanh toàn là cây cối, không có chút phương hướng nào cả. Người đừng nôn nóng, bây giờ cũng đã xế chiều rồi. Có tìm được đường mà đi lại trong rừng ban đêm cũng không an toàn. Hay là ta cứ ở lại đây một đêm, sáng mai rồi tính tiếp. Chúng ta di chuyển nhiều, binh lính có khi tìm cũng khó mà thấy. Nàng nói cũng có lý, ta nghe lời nàng. Thôi thì đành ở lại đây đêm nay vậy. Nàng phải chịu khổ rồi. Nếu không phải bị lạc thì giờ này chúng ta đang ở trong cung điện dùng thiện rồi. Hey. Thần thiếp không sao, chỉ lo cho hoàng thượng thôi. Người đâu có quen ở chỗ thế này. Trẫm dù sao cũng là nam nhi đại trưởng phu, những chuyện nhỏ này đâu có xa gì. Nàng chắc là đối với mệt rồi đúng không? Để ta đi hái cho nàng ít quả ăn. Thần thiếp phải hầu hạ người mới phải phép chứ, sao dám để người đi lấy quả cho thiếp. Nàng lại đa lễ rồi. Cứ ngồi ở đây, ta đi một lát rồi quay lại ngay thôi. Hoàng thượng, người cẩn thận nhé. Ta biết rồi, nàng cứ yên tâm. Ta về rồi đây, nàng chờ có lâu không? Hoàng hậu, nàng đi đâu rồi? Hoàng hậu, mình đã dặn nàng ấy là ngồi ở đây chờ mình mà.
sao nàng ấy lại đi đâu thế không biết? Không, nàng ấy xưa nay rất biết nghe lời, không bao giờ tự làm theo ý mình cả. Có khi nào đã bị kẻ xấu bắt đi rồi không? Trời ơi, hoàng hậu của ta, ta phải đi tìm nàng mới được. Hoàng hậu, nàng ở đâu? Thả ta ra! Thả ta ra! Các ngươi hãy để ta chết đi! Đại vương, xin ngài đừng nghĩ quẩn, đừng bỏ chúng thần mà đi. Ồ, một bầy khỉ biết nói. Hình như con kia là đại vương của lũ khỉ. Không ngờ trong rừng sâu này lại có chuyện lạ lùng như vậy. Ta phải qua đó xem, biết đâu hỏi được tung tích của hoàng hậu. Các ngươi buông ta ra! Khoan đã, có chuyện gì mà đại vương khỉ đây lại muốn quyên sinh? Ông lại, tại sao lại biết ta? Ta không biết đại vương, chỉ là thấy đại vương đang nghĩ quẩn nên muốn hỏi thăm thôi. Nhìn trang phục của ngươi không giống như người bình thường. Ngươi là vua đúng không? Đúng vậy, ta chính là vua của nước Hoa Nam. Đại vương đúng là có con mắt tinh tường. Vua của nước Hoa Nam sao? Ngươi có chiếc cung thần bất khả chiến bại, khiến giặc ngoại xâm không dám lăm le bờ cõi hả? Đại vương quá lời rồi. Thật là may mắn cho ta khi được gặp người ở đây. Người có thể giúp ta một chuyện được không? Chuyện gì thế? Ta vốn là vua của loài khỉ và sinh sống ở phía tây khu rừng. Cậu của ta vốn có giả tâm chiếm ngôi nên đã mua chuộc thuộc hạ của ta. Hôm trước cầm quân tấn công rồi cướp mất nước, khiến ta phải cùng đám quân trung thành phải rời đi. Thì ra đấy là lý do mà đại vương muốn nhảy xuống sông tự tử sao? Đúng vậy, bị cướp nước, lòng ta đau đớn vô cùng. Nhưng nay gặp được nhà vua ở đây, ta xin người hãy giúp ta lấy lại giang sơn. Ta sao? Nhà vua có chiếc cung thần nổi tiếng khắp thế gian, kẻ địch ai ai cũng khiếp sợ. Người có thể mang chiếc cung ấy ra chiến đấu với cậu của ta, chắc chắn hắn sẽ phải chịu thua mà trả lại nước. Nếu người đồng ý giúp ta, ta sẽ mang ơn người suốt đời và nguyện làm theo bất cứ điều gì người muốn. Không cần thế đâu, ta nghĩ đây là chuyện ta nên làm. Ta đồng ý, hãy dẫn ta đến chỗ của tên cướp nước đó. Tốt, tốt quá rồi. Người đâu, lên đường. Nhảy hay lắm. Tên cướp nước kia, hãy mau dẫn quân rời khỏi Nga Vàng, trả lại vương quốc cho ta. Thằng cháu, dám vô lễ với cậu thế à? Ngươi không thấy ta xứng đáng ngồi trên chiếc ghế này hơn ngươi sao? Nếu biết điều quy hàng, chấp nhận làm bề tôi của ta, thì ta còn cho sống yên ổn. Bằng không, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ngươi đúng là ngông cuồng. Xem hôm nay ta dẫn ai đến đây? Đây là tên cướp nước trơ trẽn kia. Bình sinh ta ghét nhất lũ bí ổi này. Nếu ngươi không trả lại Nga Vàng cho khỉ chúa, thì chiếc cung thần này sẽ tiễn ngươi về thế giới bên kia. Cung thần? Lẽ nào ngươi chính là vua của nước Hoa Nam? Đúng vậy. Nếu đã nghe danh của ta, thì hãy thử nếm mùi cung thần một lần cho biết. Bọn chúng bị đánh cho tan xác rồi. Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Từ giờ sẽ không còn kẻ nào dám lâm le tới đây cướp nước của đại vương nữa rồi. Cũng may là gặp người ở đây, nếu không ta cũng chẳng biết phải làm thế nào. À mà mãi việc giờ mới nhớ ra, sao người lại một mình đi vào rừng sâu vậy? Binh lính của người đâu cả rồi? Hey, chẳng là ta và hoàng hậu cùng nhau đi săn nhưng lại bị lạc. Trong lúc ta đi hái quả, hoàng hậu của ta đã bị mất tích. Ta đi tìm mãi mà không được. Hoàng hậu mất tích sao? Vừa rồi ngài đã giúp ta một việc lớn, đã đến lúc ta báo đáp lại rồi. Ý ngươi là? Người đâu, hãy chia nhau ra tìm hoàng hậu, bằng mọi giá phải thấy được người, cho dù có sới tung cả khu rừng này lên. Tôn lệnh đại vương. Đại vương, đại vương. Sao, có tin tức gì à? Tìm thấy hoàng hậu chưa? Thôi, vừa rồi thần đã đi dò la khắp nơi. Có người nói đã thấy con độc long cõng một người đàn bà vào một cái hang ở phía nam hồ nước. Không biết có phải là hoàng hậu không? Chắc chắn là hoàng hậu rồi. Mau, mau đưa ta đến cái hang đó. Ngươi quay về tập hợp đội quân, kéo đến hang của độc long, nghe chưa? Vâng, thưa đại vương. Mau thả ta ra, đồ yêu quái gớm ghiếc. Nếu nàng ngoan ngoãn chấp thuận làm vợ ta thì ta sẽ thả nàng ra, bằng không ta sẽ trói nàng mãi mãi trên chiếc ghế này. Không đời nào ta chấp nhận làm vợ một kẻ như ngươi đâu.
Hoàng thượng chắc chắn sẽ đến cứu ta và tiêu diệt ngươi. Ngươi cứ chờ mà xem. Tên vua ấy làm sao biết nàng ở đây mà tìm chứ? Nàng cứ ngồi đó mà hy vọng hảo quyền đi. Tốt nhất là đồng ý làm vợ ta, ta cũng sẽ để nàng ăn sung mặc sướng đến hết đời. Ngươi đừng có mà mơ. Ta thà chết chứ không làm vợ của ngươi đâu. Rồi nàng sẽ phải chấp nhận thôi. Ta xem nàng chịu đựng được bao lâu. Độc Lâu, trở hoàng hậu lại cho ta. Hoàng thượng tới rồi. Hoàng thượng, thần thiếp ở trong này, mau cứu thiếp với. Trời khốn kiếp, đã tìm được đến đây rồi sao? Được, ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. Chết đâu rồi. Độc Lâu, xem tên thần của ta trừng trị ngươi đi. Độc Long bị tiêu diệt, nhà vua được đoàn tụ cùng hoàng hậu. Cả hai vui mừng khôn xiết. Khỉ chúa cùng bầy đàn còn đưa họ thoát khỏi khu rừng và trở về hoàng cung một cách an toàn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.